Vâng, hôm nay anh cũng rất là xúc động. Rất là xúc động rằng là em đã tìm nơi bến đỗ. Và anh Ba Chị Ba ạ, em đã hứa và đã làm xong rồi nha, xong trách nhiệm với em nha. Vâng, vâng. Có nơi bến đỗ rồi. Có bến đỗ rồi, vâng, vâng. Thôi bây giờ là, coi là những lời đó là chân thành nhất tôi có thể nói chuyện. Xin cảm ơn anh Giao đã chia sẻ những suy nghĩ của anh về một nhất trung từ những ngày đầu tiên tới ngày hôm nay, một sự thành công như một đạo diễn nhất trung trên sân khấu mà quý vị đã thấy. Và anh Cao Minh Hiếu là một người thầy, một người anh, chắc cũng sẽ có đôi lời chia sẻ. Xin mời anh. Cũng xin bày tỏ một chút cảm xúc. Thật ra ở góc độ mà để được đứng lên đây chia sẻ với mọi người một cái không khí tiệc rất là lịch thiệp và sang trọng, cũng như là để được nói những lời từ tận đáy lòng mình đối với người em của mình. Mặc dù là nhất trung luôn gọi mình bằng sư phụ, nhưng mà cái câu chuyện sư phụ này nó cũng rất là khó chia sẻ. Thật ra thì ngày xưa cũng hướng dẫn nhất trung một vài đường bóng trong tennis thôi, nhưng mà cái câu chuyện mà khi gặp nhau, hai anh em gặp nhau rồi có những cái đồng cảm đó, thì chắc là chỉ có hai thầy trò biết với nhau. Thì nãy những cái cuộc điện thoại của nhất trung dành cho Chính Thành thì cũng đã chia sẻ hết rồi. Những cái bất ngờ, những cái cuộc đột phá vượt bậc nó cũng chưa bằng cái cuộc điện thoại gần đây nhất. Thằng đệ gọi cho mình như này: sư phụ ơi, con muốn mua đất. À, con đất muốn hả? Vâng, con muốn trở thành một nhà kinh doanh bất động sản. Câu chuyện đó đã chia sẻ với em chưa? Dạ chưa ạ. Chắc là em một thời gian em cũng theo nhất trung đi mua. Anh có miếng nào không giới thiệu em? Dạ. Cũng không ngờ là một con người tài hoa như vậy lại cũng có một cái ước mơ muốn lấn sân qua một cái sân mà dành cho những người có những trái tim sắt đá. Nhưng mà anh, em nói thật anh là em không ngạc nhiên đâu, tại vì nhất trung không có cái sân nào nó lấn hết trơn á. Từ âm nhạc qua tới điện ảnh rồi bây giờ qua đất đai là chuyện bình thường. Dạ. Cũng nhân đây là cũng để giới thiệu thêm một cái nét nhất trung là một người em tuy tuổi còn nhỏ nhưng mà có những cái hoài bão, có những cái quyết tâm, mà mỗi khi em ấy đã đặt quyết tâm vào việc gì thì luôn luôn dành trọn cái đam mê, dành trọn cái tuổi trẻ, những cái nhiệt huyết để dành cho việc đó. Dạ. Nhân đây sư phụ cũng chúc đệ và một nửa của mình sau cái lễ cưới tuyệt vời này thì sẽ ngày một cùng nhau chia sẻ và cùng nhau hướng tới những cái điều tốt đẹp hơn nữa, những ước mơ lớn hơn nữa. Dạ, xin được cảm ơn anh Hiếu rất là nhiều, những lời chia sẻ rất là chân thật. Và như nói như vậy là có nghĩa là chúng ta thấy là cô dâu Ngọc Huyền rất là may mắn đúng không? Hôm nay em là cái người về mà coi như là em được thừa hưởng một cái phiên bản nhất trung mà hoàn hảo nhất. Sau bao nhiêu năm coi như là bầm dập te tua với cuộc sống, sau bao nhiêu năm coi như là khóc thầm trong đêm, trong mưa, trong gió, đúng không? Thì bây giờ ngày hôm nay em là cái người là mang về là coi như là chỉ hưởng trọn nụ cười thôi. Chúc cho em hạnh phúc suốt đời bên Trung. Và dĩ nhiên nói cái câu này thì nó nghe nó thừa lắm. Tôi sợ chúc nhau ai mà chúc trăm năm hạnh phúc đó quý vị, trong cái thời buổi này mà chúc trăm năm hạnh phúc nghe nó rất là thừa và rất là buồn cười. Tôi thì tôi không chúc các bạn sống trăm năm hạnh phúc đâu. Tôi chỉ chúc cái câu này nó thiết thực hơn. Khi các bạn giận nhất, nóng giận, chịu hết nổi nhau rồi, cái lúc mà mình thiếu điều mà muốn làm một cái điều gì đó, không kiềm chế được bản thân với cái người còn lại, tôi chúc cho hai bạn hãy dừng lại một giây, ngồi xuống thở nhẹ một nhịp, suy nghĩ về cái ngày hôm nay, một cái ngày cực kỳ đẹp đẽ mà các bạn đã mang đến cho mọi người. Có rất nhiều ánh mắt, rất nhiều bạn bè thân thiết đang nhìn các bạn. Hãy chậm lại một tí, đừng nghĩ mình đã làm mất gì của nhau, hãy nghĩ là mình còn gì với nhau, mà nắm tay nhau đi tiếp một đoạn đường nữa các bạn nhé. Chúc các bạn hạnh phúc nhiều hơn. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả những khách mời đã đến đây ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức buổi tiệc nhẹ cùng với gia đình của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị hãy về chỗ để thưởng thức buổi tiệc. Và ngày hôm nay thưa quý vị, tôi chỉ nói là quý vị là những người rất là may mắn khi được đạo diễn nhất trung rất là chân tình để mời quý vị đang ngồi tại khách sạn nhà hàng The Reverie, một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng đẳng cấp bậc nhất Sài Gòn, nếu không muốn nói là cả Việt Nam. Chúng tôi hy vọng quý vị enjoy it. Xin cảm ơn rất nhiều. Sẽ trở lại với phần 2 với Văn Nghệ. Xin cảm ơn hai bạn. Mời hai bạn vào thay đồ và chia sẻ với mọi người ở phần sau. Mời quý vị dùng buổi tiệc tối nha.
sẽ có rất là nhiều điều thú vị dành cho quý vị, và xin là các bạn đồng nghiệp, các bạn nghệ sĩ cũng như là quý vị quan khách khoan vội ra về, bởi vì sẽ có rất nhiều điều thú vị, các trò chơi và đặc biệt là những giải thưởng do Nhất Trung đã chuẩn bị sẵn, có những giải lên tới giá trị trên dưới 100 triệu đồng.